Ông này ông chơi hàng thiệt, công nhận luôn á. Hello, xin chào tất cả các bạn. Thành đã chuẩn bị một món quà sinh nhật dành cho người anh rất là thân thiết của Thành. Nhưng mà do làm thất thu chút xíu cho nên là chỉ mua được hàng second hand. Khi mà Thành đã đến tới đây để mà tặng quà cho anh Bill thì phát hiện ra là anh Bill có cái con bên kia hàng nè. Ông này ông chơi hàng thiệt, công nhận luôn á. Sao kỹ quá hả? Hai cái con này nhìn nó y chang nhau luôn, nhưng mà nó chỉ khác cái hộp. New và hàng second hand nó sẽ khác nhau ở điểm nào? Con này nó sẽ bị nhạo. Những cái con nhạo á nó sẽ rớt ra như thế này nè. Đó, buông ra nè. Đây, sói nè, con này hơi bị nhạo. Những cái con sói này nó hay bị nhạo cái hai cái chân trước nè. Cái khớp cổ này nó sẽ bị dễ bị lỏng nè. Những cái con mà còn ngon á thì cái khớp này em dài á nó sẽ có từng cái khớp ngầm trong nó kêu tật tật. Con mà nó lỏng á cái chỗ này nè nó sẽ bị lỏng. Cái mặt thì nó cũng không có gì để mà lỏng hết trơn á. Bên trong đây nó sẽ có một cái chốt á. Bẻ cái này không khéo á thì nó sẽ dễ bị gãy cái chốt ở trong này. Cái khớp này còn nguyên nè, ok nè. Ok. Chỗ này thì anh em cũng lưu ý phần này nó dễ bị gãy cái chỗ này ha. Ở chỗ hai cái phần cầu vai của cái con Gao Hunter này nè, thì một số cái chỗ á nó sẽ bị bay màu do nó bị ảnh hưởng oxy hóa. Thì khúc này nó dễ bị bay màu nè, nó dễ bị đen ra đen á. Nhưng mà cái con này của Thành mua nó còn trắng nè. Em là thấy con đó, cái chỗ đó còn trắng lại mới lụm nó nha. Hay là cái chốt, hai cái chốt của Gao cá sấu khúc này á nó sẽ dễ bị nứt lắm nha, do khi mà mình ráp cái động cá sấu gắn vô lại á giòn thì nó sẽ nứt ra, tự nó nứt ra thôi chứ không phải là mình chơi ẩu hả gì. Cái cá sấu này nếu mà mình trưng nhiều á, mình đãi chơi nhiều nó sẽ cạ xuống cái mặt bàn hay là mặt phẳng dưới nó sẽ bị chày. Còn cái con này còn đẹp nè. Ok, cảm ơn Thành nha. Tính ra Thành mua con này cũng đẹp á. Cái con này là cái con cũ của mình nè, nhưng mà nó là thuộc dạng là chuẩn rồi, tại vì mình tháo new seal ra luôn cho nên là bên đây chưa dán đề can. Rồi một số cái chi tiết nữa, nói chung nó còn đẹp, chưa sử dụng. Nhưng mà con của Thành tuy là second hand nhưng mà cũng còn đẹp á. Rồi thì các bạn lưu ý ha, khi mà mua hàng second hand giống như Thành á, ngoài việc mà chuẩn bị tiền ra thì chúng ta phải có một số cái lưu ý, những cái tip nguyên cái phía bên ngoài màu sơn, chỗ nào trầy trụa như thế nào. Tiếp theo đó là những cái phần sexy của nó. Rồi tiếp theo nữa là tới phần thứ ba là phần khớp nha các bạn. Phần thứ ba là phần khớp. Khớp của nó còn kêu tách 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 là ok. Tóm lại, giá trị trên giá tiền.